Hello, my name is Zahira. I'm from Singapore, and I'm doing my PhD in marketing at Curtin University's Perth campus. I did my undergraduate degree at Curtin Singapore. From there, I transferred to Perth mainly to undertake higher studies, but also to experience a different type of campus life. The transition has been relatively easy as the curriculum and teaching methods are consistent between the lecturers in Perth and Singapore. Curtin University, and especially Curtin Business School, has garnered its own reputation in Australia and overseas for providing a very rigorous and comprehensive teaching experience. The joke is that everything in Perth stops at 5 p.m, but not Curtin University. The facilities operate practically 24 hours a day. I feel very comfortable here. People are friendly and willing to help you out. Or they're just happy because you can go down the street and people smile at you or say good morning. You also get to interact with people from other countries, other cultures, and also other social backgrounds from you. I've been in Perth for 4 years. So I was into the beach lifestyle for maybe my first 2 years. But now I'm into the whole hipster cafe thing. I also really like to take hikes in the bush. And sometimes I'll exercise at King's Park, which is in the centre of the city. I think you become a bit more global and world-minded when you are overseas. You actually gain a different perspective or mindset being here. And because your parents are over in Singapore, it really puts you to the test as a person as to whether you're actually going to take the successful route. I'm completing my PhD, so I believe I've passed the test. At least I'd like to think so. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.